xin chào các anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã vào xem video của em ngày hôm nay ha. Em tên Ngọc Bích. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho mọi người một dòng xe 125 ha. Thì đối với dòng xe này, giá cả nó cũng phải chăng mà động cơ nó cũng vừa đi, nó không quá là mạnh hay là các chị cũng bon chen được với dòng xe này luôn ha. Vario 125 thì bên em đang có hai phiên bản cho mình là khóa chìa và khóa thông minh anh chị nha. Khóa chìa thì bên em á có lên màu sơn cho mình nè. Lên màu sơn ha, khóa chìa cơ bản đó đời 2025 nó đã ra màu mới rồi nha anh chị. Nếu mà màu zin của nó sẽ có màu đen đỏ và màu đen tem xanh nha. Bên em sẽ có đủ các màu cho anh chị lựa chọn luôn. Còn ngoài ra đối với khóa thông minh thì nó sẽ có các màu nhám là màu zin như là màu xanh, màu đen và màu đỏ nhám anh chị nha. Còn đối với màu sơn 3D á, thì bên em sẽ lên các màu cho mình như là màu đỏ nè, đỏ candy ha, màu trắng hồng để cho chị nữ dễ lựa chọn nè. Tụi em luôn ưu tiên cho các chị nữ nha, chị nữ nha. Ở đây á, bên em có màu xám ánh tím thì em thấy các màu này các chị rất là thích ha. Còn đối với các anh nam thì bên em có lên cho mình nè, màu bạc đen 3D ha, màu này khá là hiện tại đang là hot trend luôn á. Còn ngoài ra bên em có hỗ trợ lên đèn LED Audi cho mình nha. Các anh chị mà thích màu hay là thích kiểu trẻ trung thì cứ inbox cho em để em hỗ trợ phần Audi cho mình ha. Đối với các con xe 125 thì bên em còn có thêm cho mình là dòng AB125 ha. AB125 thì em đã về mẫu 2025 luôn cho mình rồi. 2025 thì màu sắc nó sẽ đa dạng hơn anh chị ha. Còn ngoài ra thì đối với dòng AB125 mà lên màu sơn 3D á thì bên em vẫn đang hỗ trợ lên cho mình các màu sơn như là màu bạc đen ha, màu xám ánh tím. Và bản đặc biệt của 125 á thì hôm trước em có quay cho mọi người một clip rồi á, là màu xanh xám ha, màu xanh xám, màu đen bóng thì bên em hiện tại đang có sẵn nha. Màu đỏ nhưng mà cho tụi em là hôm qua bán hết rồi nên là bây giờ tụi em đang vận chuyển về số lượng mới á. Các màu đỏ nè ha, anh chị có thích thêm màu gì thì cứ inbox thêm trực tiếp cho em nha, để em hỗ trợ màu sơn cho mình. Hoặc là anh chị thích màu zin gì thì bên em cũng có hỗ trợ luôn cho mình ha. Xe thì luôn có sẵn chờ anh chị nha. Đối với 125 thì bên em còn có một dòng xe dành cho nữ là SH Mod nữa anh chị ha. SH Mod thì bên em đang có màu trắng hồng khá là bắt mắt luôn. Các chị nữ chắc là thích màu này lắm đây. Màu này lên màu sơn 3D cũng bằng với các con xe khác là 2 triệu anh chị ha. SH Mod lên màu sơn 3D là 2 triệu. Bảo hành màu sơn cho mình 3 năm anh chị nha. Đối với các con xe này SH Mod thì anh chị trả trước thấp nhất giúp em tầm 10 cũ là được anh chị ha. Mua góp thì chỉ cần căn cước công dân. Thủ tục là gồm căn cước công dân ha, bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế. Mình có thêm giấy tờ nào thì mình mang theo để ngân hàng hỗ trợ lãi suất thêm cho mình anh chị nha. Đối với dòng AB125 thì anh chị trả trước thấp nhất giúp em tầm 4 cũ là được ha. Còn Vario cũng là 4 cũ luôn. Thì anh chị có thắc mắc gì về các dòng xe nào cứ inbox trực tiếp cho số điện thoại của em hoặc là gọi trực tiếp cho em ha. Là số điện thoại 0862675229. Địa chỉ của cửa hàng là 961 Nguyễn Anh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 anh chị ha. Có nhu cầu thì cứ đến trực tiếp cửa hàng báo gặp Bích để em hỗ trợ thêm xăng xe cho mình anh chị nha. Chào anh chị ạ, chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ ạ.